Tức là cùng với cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chỉ đạo rất quyết liệt của chính phủ, tạo mọi cơ chế thông thoáng và thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp. Thế thì về vấn đề này ấy, là chúng tôi muốn nói rằng là cái hiệu quả về những chính sách và những sự hỗ trợ của chính phủ đã tạo lên cho cái kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam nói riêng và doanh nghiệp và doanh số kinh doanh nói chung của Việt Nam năm sau cao hơn năm trước, đặc biệt là năm 2017 đã đạt tới một mức kỷ lục mà từ trước đến nay chưa từng có, tức là đạt tới là 425 tỷ đô la Mỹ. Trong đó là xuất khẩu là cũng là xuất siêu, tức là đạt 213,77 tỷ đô la và nhập khẩu chỉ có 211,1 tỷ đô la. Như vậy đây đã là một thành tích đáng kể, nhưng 6 tháng đầu năm 2018 là thành tích rất là tốt, tức là đã đạt tới là tổng kim ngạch xuất khẩu của 6 tháng đầu năm 2018 là 225 tỷ đô la, nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn là siêu, tức là 113,93 tỷ đô la và nhập khẩu chỉ có 111,36 tỷ đô la. Thì chính vì vậy cho nên là ở đây ấy, là các cơ quan xúc tiến thương mại chúng tôi ấy, là cũng có một số cái kiến nghị đối với chính phủ. Ví dụ là cần tăng cái nguồn ngân sách hỗ trợ cho công tác xúc tiến thương mại, bởi vì đối với nguồn ngân sách hỗ trợ xúc tiến thương mại của chính phủ Việt Nam ấy là bỏ ra là chỉ có 0,003%, so với Thái Lan là mình chỉ bằng 1/10, và so với bình quân trung bình ngân sách của các nước ở trên thế giới mà bỏ ra cho việc đầu tư vào cái công tác xúc tiến thương mại thì mình của họ là coi như là 0,11%. Cho nên là cái mà tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam ấy là rất là lớn. Cũng xin nói thêm rằng là trưa ngày hôm qua đấy, như thế là chúng tôi làm việc với bà đại sứ của Colombia, thì bà có phỏng vấn tôi và bà có hỏi tôi rằng tôi rất muốn tìm hiểu và học tập về vấn đề xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam cho ra nước ngoài, mà Colombia hiện nay là đang muốn tìm kiếm về cái giải pháp và chủ trương này. Thì tôi có nói với bà rằng trước hết mà tại sao kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng là bởi vì một nền chính trị của chúng tôi hết sức ổn định, hai là vì chính phủ của chúng tôi là rất quan tâm, cả hệ thống chính trị đều quan tâm vào cái việc là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, và việc thứ ba nữa là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam tự thân vận động cố gắng vươn lên, không ỷ lại vào một cái vấn đề gì mà người ta tự bươn trải, tự nâng cao năng lực, trình độ, chất lượng hàng hóa và uy tín hàng hóa của Việt Nam. Cho nên là chính vì vậy cho nên là về cái kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chúng tôi là năm sau cao hơn năm trước. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn.